Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta thường xuyên học những kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất những kỹ năng liên quan đến sinh tồn. Và hôm nay, Xuân Bắc sẽ cung cấp cho các bạn một vài kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn để chìa khóa cửa ở đúng nơi quy định và dễ lấy. Có sẵn phương án thoát nạn qua cửa chính và cửa phụ để dụng cụ phá rỡ và thang dây gần lối thoát nạn. Nếu nhà bạn không có cửa phụ, phải tính sẵn phương án ra ngoài qua ban công, qua cửa sổ, lên trên tầng, sang nhà kế bên, dùng thang dây hoặc dây leo xuống đất hoặc thoát ra ngoài qua đường mái nhà. Lưu ý có lối thoát hiểm cho người già và trẻ nhỏ khi ở nhà một mình và hướng dẫn cho tất cả những người trong gia đình bạn được biết. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.